Khách quan, xin mời vào trong dùng mì ạ. À, mời ngồi. Đại ca, thật sự Kim Phật không phải để trộm mà. Để phải nói thế nào đại ca mới tin đây? Tam đệ, sau khi bốn người chúng ta đào Kim Phật từ mộ lên, chỉ có một mình đệ bảo quản. Đệ nói mất rồi ai tin được chứ? Nói thật đi, nó đâu rồi? Đại ca, tiểu đệ đâu dám. Đệ thật lòng không biết. Tam đệ, nếu người lấy, nhanh giao nộp cho đại ca đi. Đại ca có thể giết chết tiểu đệ, tiểu đệ cũng đành chịu. Đừng có giả biện nữa. Có tin ta trừ khử ngươi không? Khách quan xin dừng tay đừng đánh nữa. Quán mì bổn tiệm không dễ làm ăn gì. Cút đi, đứng lên. Đại ca thật sự không phải đệ. Một đám trai tráng ra tay với nữ nhi. Xin lỗi cô nương đó ngay đi. Không liên quan gì đến ngươi. Ta nói nghe không? Xin lỗi ngay. Xin lỗi. Bọn ta đang ngứa ngáy đây. Xin lỗi, có tìm thấy được Kim Phật không? Nếu không xin lỗi, ta sẽ đánh các ngươi thành Kim Phật. Được thôi, thử xem. Xông lên. Khoan, chẳng phải là Kim Phật ư? Ta biết nó ở đâu. Ngươi biết? Tiểu huynh đệ, coi chừng cái mạng nhà ngươi. Ta chưa muốn chết bây giờ. Kim Phật không phải do tam đệ nhà các ngươi lấy. Trong đám các ngươi có kẻ nói dối. Mày từ đâu đến? Ăn nói sằng bậy. Đại ca, đừng tin nó. Tiểu huynh đệ nói tiếp đi. Kim Phật rốt cuộc ở đâu? Từ khi các ngươi bước vào, ta đã thấy trong các ngươi có người rất khả nghi. Những người khác đều bỏ các thứ sang một bên, duy chỉ có ngươi. Sao không bỏ cái ống nước lên bàn? Ta, ngươi không dừng uống nước, chứng tỏ ngươi rất khát. Nhưng sau khi vào đây, lại không hề bảo tiểu nhị lấy thêm nước, chứng tỏ trong ống này đầy nước. Điều này rất mâu thuẫn. Nếu ngươi không nói ta cũng quên mất. Trên vai còn giác đây này. Xem ra không phải ngươi quên. Mỗi khi nhắc đến Kim Phật, ngươi đều bất giác sợ cái túi trên vai. Hơn nữa, vết hằn trên vai ngươi rất rõ. Điều đó chứng tỏ đồ vật nằm trong ống không phải nước. Nó nặng hơn cả nước. Chân tướng chính là Kim Phật nằm trong đây. Đưa ta xem. Nhị ca, là người lấy ư? Không phải, không phải. Người dám lừa ta? Người dám đặt điều? Bắt lấy nó. Đa tạ người anh em. Thật thông minh. Xin hỏi người anh em làm gì? Ta là một trinh thám, gặp án không thể không phá. Tại hạ dân ốc Sơn Triệu Ngã Hoàng. Người anh em kết giao nhé. Cảm tạ sự trượng nghĩa của thiếu hiệp. Dám hỏi danh tánh của thiếu hiệp đây là gì? Tại hạ tên Giảng Bất Tri, thần cơ cốc. Hôm nay tại hạ nợ huynh đài ân tình, ta phải giải hắn về phục lệnh. Hẹn một ngày báo đáp. Không cần báo đáp. Lên đường thôi, đi nào. Đại ân của Giảng thiếu hiệp không thể không báo đáp. Không cần. Nhanh đứng lên. Cáo từ. Hẹn gặp lại. Triệu huynh, Ngã Hoàng, ta còn phải đi. Hẹn gặp sau. Được được, cáo từ.
trinh thám. Chắc là đến Hàn Nguyệt Sơn Trang. Ừ, dù sao cũng là một cuộc tỷ thí, chỉ bằng chúng ta tỷ thí tại đây. Hai vị khéo hiểu nhầm, ta đến đó không vì tỷ thí. Ta không biết võ công, trong tay có kiếm sắt lại bảo không biết võ công. Trong tay ta chẳng phải binh khí gì, chỉ là vật chứng. Vật chứng? Đại ca, không cần đôi co làm gì, giết hắn đi. Giết. Thì ra đây là hai vị trưởng môn của Hắc Thủy Đường. Ngươi là A Kiệt Quỷ Phiến Tử. Người ta đã bảo không biết võ công, các người còn ở đây lôi thôi, biết điều chút đi, nghe không? Xem cái lũ các ngươi, đầu óc ngu đần, không đáng tồn tại trong giới giang hồ. Ngươi nói đúng, ta sẽ rút khỏi giang hồ ngay. Đa tạ huynh đài ra tay giúp đỡ. Ta thích nhất là tiêu diệt những kẻ không biết điều, thích nhất là những người không biết võ công như thiếu hiệp. Tại sao? Chỉ có người không hiểu nội công mới nói chuyện đạo lý. À, không tỷ thí thì thiếu hiệp đến Hàn Nguyệt Sơn Trang để làm gì? Tôi đi tìm hai vị chủ Sơn Trang Lý Thị Song Đao, hỏi một số việc. Thiếu hiệp không biết đại trang chủ Lý Trì 8 năm trước đã bị sát hại. Lý Nhân, đệ đệ của ông ta cũng bị mù, đầu óc chắc cũng không còn minh mẫn. Đưa tin tỷ thí, tìm chủ nhân mới cho Sơn Trang nên ta đến. Chúng ta cùng đi. Được thôi. Qua Diễn huynh, đã lâu không gặp. Sao người đến đây? Là các người mời ta đến. Thưa mời đây. Bọn ta không hề gửi thư mời, nhưng đã đến thì xin mời vào. Tại hạ Qua Diễn, trang chủ Sơn Trang Hàn Nguyệt. Trước tỷ thí cần đăng ký. Tại hạ Giả Bất Tri Thần Cơ Cốc. Tại hạ không đến để tỷ thí, mục đích đến là viếng thăm trang chủ Lý Nhị Gia. Được, mời qua bên này. Mời. A Kiệt đâu? Cậu ta luôn thế. Mời. Sư phụ, có người cần gặp.
Tiền bối, tại hạ giảng bất tri thần cơ cốc, giảng thế chí. Tiền bối, cha ngươi và ta có mối tình thâm giao. Nhiều năm rồi, ngươi đã thành một thanh niên trai tráng. Vâng, lần này đến đây có chuyện gì? Tại hạ muốn biết trận quyết chiến 8 năm trước ở thần cơ cốc, không biết tiền bối còn nhớ chứ? Ngươi đến đây vì việc này à? Năm đó cha ngươi đã bảo Song Đao Lý Gia nhà chúng ta đến thần cơ cốc quyết chiến cùng ma đầu Dương Quả. Đại ca ta thân trúng độc không thể đi xa, một mình ta đến thần cơ cốc. Cha ngươi cùng bọn ta đã có cuộc sinh tử với tên ma đầu họ Dương. Cha ngươi mất mạng, đôi mắt ta lúc đó cũng bị mù. Lúc đó ta vẫn còn trẻ, đầu bị thương nặng. Khi ta tỉnh lại, không còn nhớ những việc đã xảy ra. Trận chiến đó quả là khốc liệt. Tại hạ muốn biết toàn bộ câu chuyện xảy ra lúc đó. Tại hạ đồ rằng Dương Quả hắn còn sống. Sao thế được? Chính mắt ta thấy hắn và cha ngươi cùng ngã xuống, nhưng không thấy thi thể của y. Việc đã qua đừng nhắc lại nữa, hãy học cách buông bỏ. Tại hạ không thể. Tại hạ là trinh thám duy nhất còn lại của thần cơ cốc. Trách nhiệm của trinh thám là làm rõ chân tướng. Tại hạ không chịu nổi khi chưa làm rõ được chân tướng. Tại hạ đã xem qua thư của cha tại hạ. Trận chiến đó sống sót 4 người: Ninh Châu Bách Thảo, Triết Đại Hiệp, Sới Bạc Thường, Lạc Xảo Thủ Đường, Cục Phiếu Tam Thông Dương Lão Đại và tiền bối. Tại hạ chỉ muốn biết rõ chân tướng sự việc. Thi thể của Dương Hòa ở đâu thôi? Y thật sự đã chết, không thể giả được. Trận chiến 8 năm trước, sau khi tỷ thí ở Lôi Đài kết thúc, bọn ta đã nói được. Không thể quay đầu. Ngươi đến thật đúng lúc. Ta đang định rửa tay gác kiếm, nhưng chưa tìm được người kế vị. Ta nghĩ sẽ giao sơn trang lại cho người chiến thắng trong cuộc tỷ thí lần này. Ngươi hãy làm chứng. Rõ. Còn tỷ thí gì nữa? Lão Lý Nhị, ông đưa Trích Lục Sơn Trang ra là xong thôi. Ông, ta đồng thuận, nhưng những người tham gia tỷ thí chưa chắc đã đồng thuận. Ngươi đã đến, thiết nghĩ đại ca của ngươi cũng có mặt đâu đây. Ngươi nói chuẩn đấy. Đại ca đến rồi. Nhị lão đầu vẫn khỏe chứ? A Kiệt, to gan. Đây là tiểu huynh đệ giảng bất tri ta gặp trên đường đi. Sau này chúng ta thành người một nhà rồi, chỉ dựa vào hai người sao? Hoa tử ta đây cả đời ngủ ở miếu rách. Ta cũng muốn có được sơn trang này để an hưởng tuổi già. Đến lão hoa tử cũng muốn sở hữu. Xem ra sơn trang của ta cũng có giá đấy.
Tiền bối là Hoa Tử. Sao cậu trai trẻ, người biết ta sao? Tiền bối, chúng ta đã từng gặp nhau. Chưa hề. A Kiệt huynh đệ, đông vui nhỉ. Vậy thiếu cản thi tưởng Thẩm Lăng ta sao được? Được lắm, tên tiểu tử chuyên đi lừa gạt, lại dọa dẫm. Cẩn trọng lời nói của ngươi. A Kiệt, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, làm toàn việc bỉ ổi, đắc tội với vô số người. Đụng vào người chỉ có xui xẻo. Ngươi mù à? Chia tài sản là sở trường của ta. Danh hiệu hắc cô nương ta không phải bỗng dưng mà có. Cô nương, mời đăng ký. Muộn rồi. Mọi người nghỉ ngơi. Tỷ thí sẽ bắt đầu vào sáng mai. Đăng ký đi, cô nương. Cô nương, xin lỗi, ta đến muộn. Tại hạ họ Triển, ta đến dự tỷ thí. Trên đường đi gặp bầy sói nên trễ. Sư phụ, cô nương này bị thương khắp người. Cô nương bị thương vậy e rằng không sao. Được. Đăng ký xong bôi thuốc cho cô ta. Dân, mời các vị theo tôi. Sư phụ. Mời. Đứng lại. Ngươi nhìn gì? Bây giờ ta không muốn nói lời nào. Ta cho ngươi cơ hội nói. Nói đi. Không nói. Nói. Nếu cô nương đây thật sự gặp bầy sói, ngựa của cô sẽ bị thương trước. Nhưng ngựa không hề hấn gì, cô thì thương tích đầy mình. Chứng tỏ cô không gặp bầy sói, mà là gặp một đám người. Ngươi là ai? Tại hạ là trinh thám Giảm Bất Tri. Được đấy, công tử trinh thám. Có người muốn truy sát ngươi, ta có thể bảo vệ ngươi. Điều kiện gì? Chỉ cần ngươi giữ kín cái miệng mình. Chờ đã. Ta muốn biết kẻ nào muốn giết ta. Nếu ngươi dám nói rằng bậy, thank you.
Quang Môn Vô Thượng. Sư phụ trên tường có viết tự Quang Môn Vô Thượng. Xem ra lại có một vị khách đến muộn. Không cần để ý, mặc kệ để nó tỉ thí trước, tự nó sẽ bị tiêu diệt. Dân có rắc rối gì không? Khoan nói cái này. Thứ tự tỉ thí sẽ bốc thăm, quy tắc chỉ có một. Hiệp một, Trương Đại Cang cùng Triển cô nương. Tiểu cô nương, thiệt thòi cho cô rồi. Ngươi thì chỉ đến vậy. Ta Triệu Ngã Quan. Triệu huynh, sao huynh đến đây? Giảng huynh, ta đến tỉ thí, sớm biết huynh cũng tham gia, ta đã cùng đi với huynh. Sao giờ huynh mới đến? Thật xấu hổ, ta bị lạc đường. Hay đấy. Không sao chứ? Không sao. Võ công của Triển cô nương quả nhiên thâm hậu. Vị này là Hoa Diễn Đoạt Mệnh Đao phải không? Tại hạ Dương Ốc Sơn Triệu Ngã Hoàng đến dự tỷ thí, được báo danh chứ? Cần xin phép sư phụ. Vị thiếu hiệp này là đối thủ của ngươi. Trận tỷ thí của các ngươi sẽ là trận thứ hai vào sáng mai. Đa tạ. Đao tỷ thí với đao quá tuyệt. Ngươi cũng được xem là đao ư? Cần nói trước, ta không chỉ dừng ở đây. Tại sao? Ngươi là cao thủ nổi tiếng trên giang hồ, ta đương nhiên phải hết sức. Đao của ta chỉ cần đưa ra thì không thể cứu vãn. Không sao. Ngươi thuộc môn phái nào? Võ môn Vô Phái. Ngươi thật có bản lĩnh vậy sao? Có thể tiêu diệt hết ư?
Lo nhiều quá đấy. Xem chiêu đây. Thái Sơn áp đỉnh. Động tác rất đẹp, nhưng tên gọi quá tầm thường nhỉ. Bớt nói đi. Nhất nhiễm thiên lý. Phong quyển tàn chân. Sách mã dương tiên. Bài sơn đảo hải. Hoành tảo thiên quân. Thái sơn áp đỉnh. Ngươi thua rồi, còn ra chiêu gì? Tiểu huynh đệ, một chiêu sao dùng hai lần? Như vậy rất dễ bị người khác đoán được đường đi. Nhưng ngươi không thuộc môn phái nào có thể ra chiêu vậy. Quả thiên phú. Nếu sau này còn cơ hội học hỏi, chắc chắn đao pháp sẽ điêu luyện hơn. Có tiền đồ. Lần này ta thiếu kinh nghiệm, trúng quỷ kế của nhà ngươi. Lần sau nhất định không bại dưới tay ngươi. Nhường. Trận tỷ thí thứ ba, Hồ Bắc Nguyệt cùng Thẩm Lăng. Không tồi. Lão ăn mày. Ngươi đã chạm phải chỗ không nên chạm. Xem lòng bàn tay của ngươi đi. Ngươi đã trúng độc ăn thịt người của ta. Huyết nhục của ngươi sẽ bị thối rữa. Không quá hai ngày ngươi sẽ chết. Ngươi hết đường rồi, trừ khi nhận thua. Hoặc giả dụ ngươi thắng trận này, e rằng khó mà hưởng. Cả thiên hạ đều biết hội cái bang ta giỏi nhất là thu thập thông tin. Không phải mỗi tin tức đều là do miệng người khác nói ra. Thật không may, tại hạ là cao thủ bước cung. Muốn thử không? Sao người biết ta không phải là kẻ đó? Lỡ như là đúng, chẳng phải người mất cả hai sao? Người thắng rồi.
Lão ăn mày. Thuốc giải đây. Bỏ thuốc vào tai phòng cổ trùng chui vào não. Nghe tiếng sáo của ta trong 2 hôm. Chỉ cần tiếng sáo vang lên, đảo người xoay sang phải, cổ trùng sẽ tự thoát ra. Để làm gì? Chẳng phải ta đã bảo không để ngươi chạm nó ư? Hôm qua ở đại sảnh không nghe rõ, cho nên muốn xem lại. Qua bên này. Trận thứ 3 Thẩm Lăng thắng. Trời tối rồi, tỷ thí hôm nay tạm dừng. Các vị về nghỉ ngơi một đêm, mai tiếp tục. Vết máu dùng để viết chữ còn mới. Có lẽ là lúc chúng ta vừa đến Sơn Trang, có người để lại. Giảng huynh đệ, lẽ ra ta không nên đưa người đến đây. Tại sao? Trinh thám là việc rất đau đầu. Sao lại nhiều cái tại sao thế? Nếu ngươi không muốn nói, thì ta cũng không truy cứu nữa. Nhưng ta có linh cảm, người đến bất thiện, cần cẩn thận. Nghe đồn rất khủng khiếp. Phụ thân ta từng nói vậy, vô cùng đáng sợ. Quan môn vô thường là quỷ chết quan. Sau khi chết đã giúp những quan hồn khác báo thù, đặc biệt là những người hắn chú ý, đều không thể đóng cửa. Không thể đóng cửa. Thế đêm nay ngủ ta cần đóng cửa không? Thế mới nói đáng sợ. Người nói đi, không đóng cửa ngươi có sợ không? Tối ngủ ngươi đóng cửa xem như mất mạng. Tên quan môn vô thường này còn có thói quen, sau khi đoạt mạng người chắc chắn sẽ để lại 4 chữ quan môn vô thường. Phía trên đề mùng 7 tháng 3, Hàn Nguyệt Sơn Trang. Ta xưa nay chưa hề gửi thư mời kẻ nào. Trước đây ta chưa từng mời ai. Xem ra lần này có kẻ muốn mời tất cả bằng hữu năm xưa đến. Quả thì không thể tránh được. Hãy chờ xem. Lòng ta vẫn thấy bất an. Dù là quan môn vô thường hay là cái thư mời này đều rất đáng ngờ. Ta muốn điều tra thêm. Được, ngươi tự biết cách mà xử lý. Dân, người đâu? Đến đây nhanh, đến đây nhanh nào.
chính là ở đây. Sáng nay tôi tìm đại ca nhưng không thấy đâu. Rốt cuộc phát hiện huynh ấy ở đây. Ai đã giết đại ca? Ai dám ra tay ở Hàn Nguyệt Sơn Trang? Giảng huynh đệ, việc này ngươi xem thử. Hắn là thám tử của thần cơ cốc, nhất định sẽ tìm ra manh mối. Ta đã nghe nhắc đến con trai của Giảng Quan Giả, không ngờ là Giảng đệ đây. Giảng huynh đệ, ngươi phát hiện ra gì chưa? Trên người đại ca chỉ có một vết thương là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào bụng. Ngoài ra không có vết thương nào nữa. Chắc chắn đã không xảy ra cuộc chiến kịch liệt. Có hai khả năng. Một, hung thủ ra tay cực nhanh, A Kỳ chưa kịp phản ứng đã bị hạ gục. Khả năng thứ hai, A Kỳ không hề có sự đề phòng, giết anh ta là người quen. Cho dù là khả năng nào, ta đều có thể đoán chắc hung thủ là người ở Sơn Trang này. Rất có thể là một trong số chúng ta. Hơn nữa, đây không phải là hiện trường gây án. Địa điểm gây án ở đâu? Không sai, đây mới là hiện trường vụ án. Có lẽ do gấp gáp, hung thủ chưa lau sạch vết máu. Rốt cuộc ai đã giết đại ca ta? Trương đại ca, sáng nay huynh đã đến đây. Đúng. Vậy huynh đã thấy gì? Nói nghe xem, không bỏ sót tiểu tiết nào. Tối qua huynh ấy bảo sáng nay sẽ đi thắp hương cho Lý đại gia, bảo ta đánh thức huynh ấy. Bình minh ló dạng, ta liền gọi cửa, không ai trả lời. Mở cửa, ta bèn bước vào. Người đâu? Bình thường huynh ấy thích ẩn hiện như ma quỷ, nên ta không chú ý, tìm khắp nơi. Đến ngay từ đường thì thấy huynh ấy chết trong tư thế quỳ. Sau đó thì các người đến đấy. Nhưng theo quan sát, huynh ấy chết từ đêm qua. Tối qua các người ở đâu? Có ai đến căn phòng này? Xin lỗi các vị, xin thứ lỗi. Nhưng các vị cần báo cho tôi biết, hôm qua tôi và sư phụ ở dược phòng sắp xếp thuốc mãi cho đến khuya. Đúng thế, ta tất nhiên ngủ trong phòng của mình. Khuya khoắt dậy một mình trơ trọi, còn có thể làm gì khác? Giảng huynh, hôm qua ta ngủ sớm, mọi người đều ở phòng của mình, không đến đây. Xem ra tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Thế còn các vị đây, có thấy ai khả nghi không? Hoặc giả nghe thấy điều gì kỳ lạ? Có. Tối qua, khi ta đang ngồi thiền thì nghe tiếng sáo. Ta lập tức ra nghe ngóng.
Tiếng sáo bỗng im bặt. Các ngươi có thấy kỳ lạ không? Đó là do tối qua Thẩm Lăng hắn im miệng. Có hai điều ta phải nói. Bây giờ xảy ra án mạng, ta phải nói thật. Ngươi, hai việc gì? Thôi được, có sao nói vậy? Để ta nói. Tối qua ta đã đến căn phòng này tìm A Kiệt. Qua diễn nói hắn ta không hề nhận được thư mời. Hơn nữa nét chữ trên thư mời cùng bốn chữ quyết tự ở Quan Môn vô thường quả là cùng một người viết. Không xong rồi, chúng ta bị quỷ ám rồi. Hay bỏ về thôi. Ai? Nét chữ trên thư mời ta cũng thấy. Rốt cuộc là ai mời chúng ta? Ta cũng muốn biết. Không phải là ma quỷ chứ? Những kẻ tham gia thảm chiến ngày xưa đều có mặt ở đây. Thật quá trùng hợp. Đừng nhắc chuyện năm xưa nữa. Chúng ta đã từng thề độc, ai nhắc đến sẽ chết. Không nhắc nữa. Hôm nay ta đến là có việc muốn tìm ngươi. Ngày mai chúng ta tỉ thí. Ngươi hãy bỏ cuộc nhận thua đi. Tại sao lại là ta? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu ta nói chúng ta là người một nhà, đừng gây khó dễ cho nhau. Có thể còn... Đúng đúng, Triển cô nương, ta cũng có ý như Trương Đại Cang. Chúng ta không nên gây hấn nhau làm gì. Ai cùng một nhà với các ngươi? Cái ta muốn là sơn trang này. Muốn có sơn trang, hãy hỏi bảo bối của ta Khương Thi đã. Nếu đã không thể thỏa thuận, vậy thì các ngươi tự mà lo liệu. Sau đó ta trở về phòng, không tin cứ hỏi xem. Cái chết của A Kiệt chẳng liên quan gì đến ta. Hôm qua lúc ta đi, Trương Đại Cang cũng ở đó. Nếu giết thì hắn ta giết. Cái miệng thúi nhà ngươi, ta xử chết ngươi giờ. Chờ đã. Các vị xem, giờ nãy ta thấy ngón trỏ của A Kiệt dính máu. Phải chăng hắn muốn để lại vết máu của mình, báo hiệu cho chúng ta điều gì đó? Không ngờ lại như thế. Có lẽ đây chính là tên hung thủ. Nhưng chữ này hắn viết chưa xong. Xin mạo muội hỏi, đây là chữ gì? Nhà đầu thúi, hại đại ca ta chết thảm. Sao lại cái gì? Chữ đó có nghĩa là thi thể. Chữ đằng sau là chữ Triển. Kẻ giết chết đại ca ta chính là nha đầu họ Triển. Không sai chút nào. Giết người đền mạng, Trương đại ca. Đây chỉ là một chút manh mối. Dù sao huynh cũng nên chờ ta tìm ra chân tướng rồi hãy kết luận. Ta không cần nghe, ta sẽ đưa ra thêm manh mối. Các người chắc chắn đã từng nghe băng nhóm giết người lớn nhất trong giang hồ. Gì? Thập sát môn. Trong đó có Triển bộ chuyên nhận nhiệm vụ ám sát. Bọn chúng đều không có tên, chỉ lấy Triển làm họ. Binh khí cũng vậy, thường được cải tạo lại từ đồ dùng hàng ngày. Nếu ta đoán không lầm, nha đầu họ Triển này chính là sát thủ của Triển bộ. Điều này mà ngươi cũng biết, thật đáng khen. Đi nhiều tất biết nhiều. Sát thủ cô nương nhận tội đi. Triển cô nương, tôi đích thực là sát thủ của Triển bộ, tên gọi Triển Thập Thất. Người nói không sai. Thế thì đã làm sao? Nếu ta giết ta sẽ nhận. Nhưng hắn không phải do ta giết. Kẻ nào súc sinh thì đáng phải chết. Các ngươi đủ bản lĩnh không? Thập sát môn, giết người như rạ, người người đều rõ. Rốt cuộc ai đã phái người đến đây? A Kiệt chết như thế nào?
Không biết. Ngươi không biết thì ai biết? Chắc chắn là ngươi. Đắc tội rồi. Qua đại ca. Triệu huynh, Giảng huynh, huynh quên còn có tiểu đệ ta ư? Đa tạ. Ai dám đụng vào Giảng huynh thì hãy nếm thử đại đao của ta. Giảng Bất Trị ta đã gây phiền phức cho các vị, xin phép được gọi một tiếng huynh đệ. Sao ngươi đứng dậy hung thủ đằng kia? Trước mắt chứng cứ vẫn chưa đủ, không nên vội đưa ra kết luận. Ta đứng đâu, há có khác biệt gì? Giảng huynh đệ đừng quên, nha đầu này là một sát thủ không chớp mắt. Ả quả thật là một sát thủ, nhưng sát thủ chưa chắc đã là hung thủ. Tình hình trước mắt chúng ta đều không rõ, nhưng có một điều, các người muốn giết Triển Thập Thất, vội vàng kết án mới đáng nghi nhất. Các người muốn nhanh chóng trừ khử Triển Thập Thất, phải chăng hơi nóng vội? Ta nghi ngờ hung thủ vụ án này chính là một trong bốn người các ngươi. Săn bậy. Ngươi điên rồi Giảng Bất Tri. Ngươi bị cô ta mê hoặc rồi sao? Ngươi muốn thay đổi cục diện sao? Trận tỷ thí hôm qua ngươi bị cô ta làm cho bẻ mặt. Ta tuy một mình lớn lên ở Thần Cơ Cốc, lần đầu bước vào giang hồ, không hiểu rõ về nhân tình thế thái, nhưng mối quan hệ tốt hay xấu ta đây vẫn có thể nhìn thấu. Tiền bối Thẩm Lân, A Kiệt là đối thủ trước sau của tiền bối. Giờ hắn chết rồi, người nào có thể thay? Ngươi được không? Ta vốn là bằng hữu với A Kiệt, sao có thể? Phải không? Sao hôm qua các ngươi còn dọc lộn? Ta cũng như vậy. Qua Diễn, nếu ngươi muốn trừ khử Triển Thập Thất cũng xem như lại được đối thủ đáng gờm, đúng không? Giảng huynh đệ, đừng có vô cớ đoán mò, không chứng cứ. Nhưng những việc các ngươi đang làm cũng tương tự vậy sao? Toàn những lời vô lối. Qua Diện hắn quá ngụy biện, có tin ta quất một roi nát óc ngươi không? Gì chứ? Giảng huynh đệ, ngươi vì một sát thủ coi thường tính mạng mình, ta chết hay cô ta chết điều chẳng có gì khác. Bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng là những kẻ chết oan. Ta là một trinh thám không biết võ công, năng lực duy nhất đó là tìm ra chân tướng. Nên bảo ta che giấu chân tướng, ta sống không bằng chết. Nói hay lắm, không hổ danh là con trai Giảng Hoa Giả. Ngươi nói câu nào cũng có lý, nhưng hung thủ không phải là ả thì là ai? Đêm qua ta luôn ở bên cạnh sư phụ, không cần nghi ngờ chúng ta. Lời khai của những kẻ thân cận không đáng tin. Giảng Thế Tri nói đúng, người bên cạnh mới dễ ra tay. Nếu các ngươi đều muốn biết chân tướng thì hãy gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên,
Ta là trang chủ ở đây. Hiền Chí, ta ủng hộ ngươi tiếp tục điều tra. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Các ngươi thấy thế nào? Ta đồng ý. Tuân theo lời sư phụ. Ta cũng đồng ý. Ta càng không vấn đề gì. Trương Đại Can, ngươi nói sao? Được được được, nghe các ngươi vậy, sớm muộn gì chả thế. Nếu không có ý kiến gì khác, thì từ lúc tỉ thí bắt đầu đến lúc kết thúc, trước khi tìm ra tân trang chủ, nếu có vị nào còn ở đây lén lút giết người, lão phu sẽ không khách sáo. Đa tạ Lý nhị gia. Vậy xin các vị không nên rời khỏi Hàn Nguyệt Sơn Trang. Hãy cho ta 2 ngày, ta sẽ tìm ra chân tướng. Nếu không tìm ra thì sao? Thì các ngươi hãy giết ta. Giảng huynh, ngươi đùa hơi quá. Thưa các vị, trận tỉ thí sau, xin chờ vụ án điều tra xong hãy tiếp tục. Tất cả về phòng nghỉ ngơi đi. Ngươi chảy máu rồi. Đa tạ. Ngươi bảo tên Trương Đại Can phá hiện trường vụ án ra nông nổi này. Triệu huynh, huynh xem, trong thời gian tỉ thí, Hàn Nguyệt Sơn Trang hoàn toàn phong tỏa, người ngoài không thể vào. Ta nghi ngờ hung thủ phải là người ở Sơn Trang. Nhưng A Kiệt trước khi chết viết những chữ đó rốt cuộc muốn nói gì? Phạm vi đã được khoanh vùng. Nếu thật sự A Kiệt muốn viết tên, thì có phải là chữ triển thật không? Chưa chắc. Sao lại chưa chắc? Ngươi xem. A Kiệt viết ở đây là đã chết. Nếu viết tiếp, chữ này đọc là thi, cũng chính là thi trong cương thi. Cương thi cũng có thể là thẩm lân. Giảng huynh, cách nghĩ của huynh quả có lý. Theo như huynh nói, ta càng thấy tên thẩm lân đó chẳng ra gì. Còn nữa, Trương Đại Can, ngươi biết Trương Đại Can hắn tên gì? Gọi là Trương Đại Can chứ không phải Trương To Can, còn có thể gọi Trương gì Can nữa. Trương Đại Can là tên trên giang hồ đặt cho hắn. Tên thật gọi là Trương Nguyên Thị. Trương Nguyên Thị. Nếu bỏ hai nét nan mốc đi thì chính là chữ thi. Lẽ nào Trương Đại Can giết chính đại ca của hắn, sau đó hô quán? Vừa nãy huynh đã nói chứng cứ không đủ, ta không nói bậy. Trinh thám phải nắm được toàn bộ sự thật mới đưa ra kết quả. Cũng phải. Còn nữa, Lý đại gia tên gọi là Lý Trì. Lý Trì. Lý đại gia đã chết, phải chăng chính là quan môn vô thường? Hôm qua bốn quý tử ướt mềm. Không thể là quan hồn đến đòi mạng.
Trên đời này làm gì có quan hùng đòi mạng, đều là người sống bày trò. Kẻ nghi phạm ngày càng nhiều. Những cái tên không mang chữ này cũng không loại trừ khả năng là hung thủ. Manh mối vụ án đến đây bế tắc. Theo như huynh nói, ta càng rối rắm. Ta thấy ai cũng có thể là hung thủ cả. Người nói không phải là Ô Linh sao? Hay là Hoa Diễm? Hai vị đang nói xấu ta ư? Thật là quá đáng. Ngươi nghe trộm người khác nói chuyện càng quá đáng hơn đấy. Giảng huynh đệ, Hoa đại hiệp, nếu ngươi muốn biết ở Hàng Nguyệt Sơn Trang này đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể hỏi ta. Quả thật ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi huynh. Vậy chúng ta đi nơi khác nói. Sao ngươi tránh ta? Ta nói cho người biết, ta sẽ không tránh mặt. Các người đi đâu, ta đi đấy. Triệu huynh, được thôi. Sau núi có hoa viên, mời hai vị. Mời. Đẹp quá. 8 năm trước đại sư bá đã mang về một số giống cây hoa mộc miên, tự mình mang đi trồng khắp. Đáng tiếc đến lúc sư bá ra đi vẫn chưa nhìn thấy được hoa nở. Còn cây cầu độc mộc này cũng được sửa vào năm đó. Tay ngươi sao vậy? Cái này là do lúc nãy trúng phải độc của Thẩm Lân. Hắn ta bảo sẽ rất ngứa. Chỉ cần đừng để vào mắt, qua vài ngày sẽ tự khỏi. Các ngươi xem, bây giờ khắp nơi đều là hoa viên. Dương Tiểu Chức vừa trồng. Cái cầu này gọi là cầu buông bỏ. Cầu buông bỏ. Cầu này có thể buông bỏ. Thật là cái tên kỳ lạ. Đại sư bá vốn là một người khác thường. Sư bá từng nói đến bờ bên kia là có thể buông bỏ, cho nên đã xây cây cầu đủ chỉ một người đi qua. Cho dù một người đi cũng không thể mang vác cái gì nặng, cho nên chúng ta từng người sang. Triệu Thiếu Hiệp, đao của ngươi quá nặng, không mang theo được đâu. Bỏ xuống đi. Giảng huynh đến đây nhanh lên, không hề đáng sợ chút nào. Được, để ta sang. Giảng huynh, Tiểu Chức sáng nào cũng vậy, đều đến chăm sóc cây cối. Đúng rồi, Hoa Diễn huynh, có câu hỏi ngoài lề muốn hỏi. Huynh biết Lý Đại Gia sao mà chết không? Cái chết của Đại Sư Bá đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Năm xưa Sư Bá dùng phản thủ đao của ông ấy, còn Sư Phụ dùng chính thủ đao. Huynh đệ hai người họ cùng phối hợp, nổi danh khắp chốn. Sau đó mới xây dựng nên Hàng Nguyệt Sơn Trang. Đại sư bá tính tình khép kín, không muốn nhận đệ tử, làm người ngay thẳng trung thực, được nhiều anh hùng trong giang hồ kính trọng. Không ai ngờ 8 năm trước chết bởi một tay tàn độc, cùng năm xảy ra thảm án ở Thần Cơ Cốc. Đúng thế, ngay sau thảm án Thần Cơ Cốc không lâu,
Đại sư bá, ông ấy không thích lập công tạo nghiệp gì to tát, ông thích ngao du sơn thủy. Ta còn nhớ năm đó, sau khi sư bá ngao du trở về thì đã bị trúng độc, nhưng dường như tinh thần ông ấy không hề bị ảnh hưởng. Thân trúng độc nhưng vẫn đến Hoa Viên trồng cây sữa cầu. Sư bá trúng độc ở chỗ nào? Thậm chí ông ấy trúng độc chỗ nào, đã gặp ai, ông ấy đều không hé môi. Cho nên bọn ta đều không rõ. Sau đó nhận được thiệp mời hội anh hùng của đại hiệp Giảng Tận Quang, mời sư phụ và sư bá đến Thần Cơ Cốc cùng hiệp lực tiêu diệt ma đầu Dương Quả. Dân, Lý Nhị Gia thường nói với ta, năm đó Lý Đại Gia trúng độc nặng, thường phát tán, ông ấy không thể rời Sơn Trang, nên đành để Lý Nhị Gia đi một mình tới thung lũng của các vị thần. Năm đó sau khi sư phụ đi không bao lâu thì đại sư bá bị giết hại. Ta ở nhà lo hậu sự. Sau khi Lý Nhị Gia trở về thì đã chôn cất xong. Lúc còn sống, A Kiệt và Lý Nhị Gia có biết nhau không? Ngươi nghi ngờ quan môn vô thường lần này có liên quan đến cái chết của sư bá năm xưa? Đúng vậy. A Kiệt và sư bá không hề quen biết, nhưng sư phụ và tiêu cục của hắn có qua lại với nhau. Tên A Kiệt này đầu óc có vấn đề. Hắn làm việc tốt và giết người đều bất cần lý do. Đến phút chót, chết cũng không có lý do gì. Ta lại thấy hắn chết là có nguyên cớ. Ngươi nói thử xem. Không phải ai quỳ trước linh cữu đều là vì xót thương. Vậy thì vì cái gì? Đắc tội. A Kiệt bị kẻ quen giết ngay trong phòng. Hung thủ dọn sạch vết máu, đưa thi thể của hắn đến từ đường, bắt hắn quỳ trước Lý Đại Gia. Hiển nhiên, giết chết A Kiệt không phải là mục đích cuối cùng của hung thủ. Hắn ta còn mục đích khác. Là nguyên nhân gì khiến cho hắn sau khi giết người lại còn bày ra nghi thức kỳ quái này? Chỉ có thể là báo thù. Hung thủ muốn A Kiệt đền tội. Ý của ngươi là A Kiệt đắc tội với Lý Đại Gia, Lý Đại Gia là do A Kiệt giết. Vết thương chí mạng trên người A Kiệt không phải là vết đau thường. Miệng đau rộng 3 phân, khớp với đau của Lý Gia. Thế nên ta đã nói, hắn chết là có nguyên cớ. Qua đại hiệp, ngoài Hàng Nguyệt Sơn Trang ra, trên giang hồ còn có môn phái nào khác biết dùng đao lớn như Lý Gia không? E rằng chỉ có Hàng Nguyệt Sơn Trang. Hơn nữa xem ra chỉ có ta và sư phụ biết dùng loại này. Thế thì các ngươi cũng không thể tránh khỏi bị hoài nghi. Hãy nhìn vết thương của A Kiệt, cách thức ra chiêu chính là đao pháp của nhà họ Lý chúng ta. Điều này ta không thể chối cãi. Sáng nay ngươi cảm thấy bất lợi cho bản thân, muốn thoát cảnh bị tình nghi, nên đã công kích Triển Thập Thất. Tuy ngươi không hoài nghi cô ta, chốn giang hồ đôi khi không phải bản thân muốn là được. Danh tiếng của Hàng Nguyệt Sơn Trang là điều mà sư phụ ta quan tâm nhất. Sư phụ xem ta như con. Việc mà ông ấy lo nhất cũng chính là việc ta quan tâm nhất. Thì ra là vậy. Giảng Thiếu Hiệp đã biết vậy, tại sao lúc ở từ đường không nói ra trước bàn dân thiên hạ? Bởi vì ta vẫn còn nghi ngờ. Tuy cách ra chiêu của loại đao này chỉ có ngươi và Lý Nhị Gia biết, nhưng nếu dùng cách thức hạ thủ y chang, há phải chẳng quá dễ bị bại lộ hay sao? Ta đồ rằng sự việc này không đơn giản như vậy. Có người sử dụng đao pháp tương tự để giá họa cho người khác. Vì thế mà ngươi luôn bảo vệ Triển Thập Thất và che giấu chuyện lưỡi đao. Quả nhiên là thám tử của Thần Cơ Cốc. Cảm ơn Giảng công tử đã không nói ra.
xin nhận của Hoa mổ đây một lạy. Hoa đại hiệp, đây là việc nên làm. Ta không nói ra là sợ có những tin đồn thất thiệt, một vết đao không đủ chứng cứ để phá án. Là một thám tử, trước khi tìm ra sự thật, ta không thể đưa ra những kết luận chủ quan. Nhanh đứng dậy. Đa tạ. Hãy để ta yên tĩnh một lát. Triệu huynh, vậy bọn ta đi trước. Giảng huynh, huynh nói xem, có phải Hoa Diễn và Lý Nhị Gia vì muốn báo thù cho Lý Đại Gia nên đã giết A Kiệt? Nếu quả như vậy, thì cách tốt nhất là Hoa Diễn giết chết chúng ta diệt khẩu. Một kẻ không biết võ công, một kẻ tay không vũ khí, hà tất gì phải đợi đến giờ? Ngươi nói đúng không? Cũng phải. Triển huynh, huynh nói xem, nhiều vũ khí tốt vậy sao huynh không dùng, lại ngày ngày vác cây đao như nông phu? Ta không cần biết ngươi nghĩ gì, ta thích những đồ vật nặng như vậy, cầm lên mới sướng. Chọn tới chọn lui thấy nó vừa ý nhất nên dùng thôi. Triệu huynh, hình như có người. Người đâu? Chắc ngươi nhìn nhầm. Không thể, ta vừa nhìn thấy. Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự không biết võ công ư? Cái này à? Ta thật sự không biết. Từ nhỏ cha ta đã nói, trên giang hồ cao thủ không thiếu, dùng đao, dùng kiếm hay dùng gậy, nhưng đều không lợi hại bằng chiêu điểm quyệt của cha ngươi. Ta vốn nghĩ có thể ngươi biết. Nói thật, công phu điểm quyệt của thần cơ cốc ta có luyện chút ít. Thế thì dạy ta đi. Triệu huynh, Triệu huynh, Giảng huynh đùa đấy. Ngươi đừng đùa nữa được không? Đã lâu không luyện nữa đúng không? Tay có vẻ cứng rồi, cụ thể là vì nguyên nhân gì? Tối ta sẽ nói rõ hơn. Nếu ngươi thật sự không biết thì ta cũng chả cần tỉ thí. Tối nay ta chuẩn bị ít mồi ngon rượu ngon, vừa uống vừa trò chuyện. Được. Giảng huynh, hình như có tác dụng rồi. Giảng huynh qua đây cứu ta. Thôi đừng giả vờ nữa. Triển cô nương đến đây có việc gì? Ban ngày ta không nói bất cứ gì. Ngươi không phải đến để diệt khẩu chứ? Ta có việc cần nói với ngươi. Ta có thể đoán được. Có người muốn giết ta, đúng không? Dự liệu như thần. Thật ra cũng không khó đoán. Ở đây có kẻ làm việc ác, trách nhiệm của ta là phải tìm được hung thủ.
Hắn ta chắc chắn không thể tha cho ta. Cha ta đã từng viết rằng càng gần đến chân tướng thì càng cận kề cái chết. Cho nên ông ấy bảo thám tử phải biết võ công. Thế ngươi đã luyện võ công như thế nào? Ta không biết võ công, nhưng ta cũng không vì thế mà chết. Bởi vì có những người còn muốn nhanh tìm ra chân tướng hơn cả ta. Bọn họ sẽ nghĩ cách để ta sống. Ta không có hứng thú gì với việc đó. Vậy ngươi đến đây làm gì? Ta đến chỉ để hỏi một việc rồi đi ngay. Xin cứ hỏi. Hôm qua sao ngươi cứu ta? Ta chỉ làm việc ta muốn làm thôi. Vậy bây giờ ta muốn... Cô nương làm gì đấy? Hắn đến rồi. Ai? Kẻ giết người. Không còn mùi sát khí, chắc hắn đã cao chạy xa bay. Triển cô nương bị thương rồi. Cô hãy ngồi đây. Ta có thuốc. Nhìn rõ hắn ta chưa? Không. Hắn ta không muốn giết cô. Hắn muốn giết ta. Nhưng vũ khí hắn dùng là kiếm. Kiếm pháp của hắn rất lợi hại. Các vị ở đây ai biết dùng kiếm? Không biết là ai. Thôi, đừng quản hắn nữa. Hãy lo cho vết thương của cô. Cô làm gì vậy? Làm nóng vết thương, máu sẽ ngưng chảy. Ta có cách hay hơn. Đúng, đúng thế, xin lỗi, ta không cố ý. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Máu ngừng chảy rồi. Không ngờ ngươi còn biết chiêu này. Không biết võ công mà đòi ra đời. Nếu muốn có bản lĩnh thì phải luyện. À đúng rồi, sao ngươi biết có người muốn giết ta?
Là một sát thủ nên đặc biệt nhạy cảm với sát khí. Sáng nay ở từ đường và ở phòng của A Kiệt, ta đều ngửi thấy nồng nặc mùi sát khí nhằm vào ngươi. Ngươi đã lôi kéo bọn người đó ra khỏi phòng A Kiệt chính là vì muốn bảo vệ ta, đúng không? Là một thám tử, ngươi biết chân tướng thì nhất định phải nói ra, đúng không? Hôm nay cả ngày cô theo ta, đúng không? Vai cô bị sao vậy? Không sao, chỉ là vết thương cũ. Để ta xem. Vết thương nặng vậy từ khi nào vậy? Trước khi đến đây, đối với sát thủ việc này như cơm bữa. Vết thương bị loét rồi, sẽ đau hơn đấy. Chịu khó một chút. Đau không? Tên ta là Triển Thập Thất. Ta là một sát thủ. Từ nhỏ đã luyện làm sát thủ ở thập sát môn, không khác gì so với các sát thủ khác. Kẻ nào lần đầu tiên ta ra tay, ta cũng không còn nhớ. Nhưng ta nhớ nhát dao đầu tiên trong tích tắc, không hề đi chệch hướng. Ta hiểu, thì ra máu người sống cũng cuồn cuộn nóng hổi. Dần dần ta phát hiện rằng ta không giống bọn họ. Ta không thích mặc màu đen, ta không thích núp vào bóng tối. Ta dùng tính mạng để đổi lấy tiền, mua y phục và đồ trang sức. Bọn chúng được treo khắp nhà, nhưng ta không có cơ hội mang. Cái ta thích và không thích khiến ta khác hẳn với kẻ khác. Sau mỗi lần hành động ta đều chạy đi, dù vết thương có đau cỡ nào cũng tuyệt nhiên không rên la. Ta thường nghĩ, nếu được mặc thứ trắng tinh lên người thì tốt biết bao. Phần đời còn lại của Triển Thập Thất chỉ có thể trải qua một cách giật giờ. Hà tất gì phải vậy? Ngươi không hiểu. Ta không biết còn có thể trốn ở Sơn Trang bao lâu, cũng không biết những người ở đây có thể tồn tại bao lâu trên giang hồ. Ta chỉ muốn là một người đàn bà với tên gọi Triển Thập Thất. Sao cô nương đến Hàn Nguyệt Sơn Trang? Ta nghe bảo Hàn Nguyệt Sơn Trang có tỷ thí. Trên giang hồ ai ai cũng biết, Bắc có Yến Sơn, Nam có Hàn Nguyệt, không ai dám tự tiện xông vào. Ta nhân cơ hội tỷ thí lần này đến dưỡng thương. Nhưng vết thương của cô ngày càng nghiêm trọng. Sắp khỏi rồi.
Giảng huynh huynh xem. Triệu huynh sao đột nhiên huynh đến đây? Trong phòng không có ai cả. Giảng huynh, ta có một việc muốn hỏi ngươi, khai báo cho thành khẩn. Hỏi đi. Ngươi thích cô nương Triển Thập Thất đó phải không? Ta đã bảo Toi rồi. Do dự không chịu đi. Triệu huynh đừng hiểu lầm, bọn ta không có gì cả. Chỉ vừa nãy có kẻ định giết ta, cho nên cô nương ấy đến tìm ta. Ngươi không thấy ánh mắt cô ta nhìn ngươi thật khác thường. Cô ta nhìn ta là bởi vì ta biết thân phận sát thủ của cô ta. Cô ta sợ ta nói ra không đúng. Ánh mắt cô ta nhìn ngươi rất khác. Thế thì ta biết rồi. Đó là bởi vì cô ta là một sát thủ. Mắt sắc như dao là lẽ thường. Mắt sắc con khỉ. Ánh mắt cô ta nhìn bọn ta mới sắc lẻm. Còn nhìn ngươi thì rất dịu dàng. Quả rất tình. Cái gì mà rất tình? Có lẽ do ta không biết võ công, cô ta sao phải quan tâm đến ta làm gì? Giảng huynh, cách nghĩ này đáng sợ thật đấy. Người có biết người rất tuấn tú không? Đừng trách ta không báo trước. Ả sát thủ này không dễ đối phó đâu. Triệu huynh, người ta đã cứu ta, ta phải đền đáp ơn này. Biết đền đáp là tốt, nhưng giang hồ hiểm ác, một phút lơ là mất tất cả. Cái gì mà mất tất cả? Ngươi không biết sao? Giảng huynh, đêm nay ta ngủ với huynh. Ta muốn chắc chắn ngươi an toàn. Được thôi. Vậy thì ngủ cùng ta. Nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện này của ta. Điều kiện gì? Sau này cấm kể với Triển Thập Thất điều gì? Gà chín rồi, ăn gà thôi. Triệu huynh, là ta nói thật đấy nhé. Gà thơm quá. Giảng huynh, lại ăn gà thôi. Thơm quá. Ngon quá. Sao thế? Ăn đi, đã nướng chín một con rồi. Giảng huynh, ngồi đi. Nào, có cả rượu và thịt. Giảng huynh lúc sáng bảo rằng tối kể chuyện cho ta nghe. Kể đi. Nói ra dài dòng. Tất cả đều bắt nguồn từ 8 năm trước, khi thảm án ở Thần Cơ Cốc xảy ra. Ngươi muốn nói đến vụ thảm án 8 năm trước, chính là cuộc chiến ở Thần Cơ Cốc. Ngươi cũng biết. Ta biết chứ. Đó là câu đố chưa có lời giải. Nào, Triệu huynh đệ, làm một ly nào. Cạn ly. Nhưng ta cũng chỉ nghe nói năm đó có một đại ma đầu từ nơi khác đến, tên gọi Bán Giang Khô Diệp Dương Quả, máu tươi khắp chốn võ lâm. Để đánh bại hắn,
cao thủ từ khắp nơi đến thách đấu đều bỏ mạng. Nghe đến cốc chủ Giảng Tận Quang cũng bỏ mạng cùng tên ma đầu này. Người chứng kiến trận chiến đó phải không? Ta có mặt nhưng không nhớ được gì. Nói ra thật buồn cười. Bản thân ta đã từng trải qua, nhưng những điều ta biết cũng không nhiều hơn các ngươi. Tại sao? Hôm xảy ra thảm án, đầu ta bị thương nặng, mất trí nhớ. Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Dương Hòa tại sao lại sát hại người khắp Trung Nguyên? Cha ta và những cao thủ trên giang hồ đã quyết chiến với y ra sao? Tại sao ta không biết võ công? Sao chỉ mình ta sống sót? Những việc này ta đều chưa có câu trả lời. Thế ngươi đến tìm Lý Nhị Gia, ông ta có y thuật có thể giúp ngươi hồi phục trí nhớ. Lý Nhị không thể giúp ta hồi phục trí nhớ được. Ta tìm ông ấy là vì Lý Nhị Gia đã tham gia trận quyết chiến năm xưa. Những cao thủ mà cha ta mời phần lớn đều bỏ mạng tại Thần Cơ Cốc. Chỉ có 4 người còn sống sót. Lý Nhị Gia của Hàn Nguyệt Sơn Trang là một trong số đó. Còn có Bách Thảo Chiết Đại Hiệp ở Yến Châu, Xảo Thủ Đường Sói Bạc Thường Lạc, Dương Lão Đại Tiêu Cục Tam Thông ở Liêu Đông, 4 người họ vẫn còn sống. Lần này tìm Lý Nhị Gia là vì muốn thỉnh giáo chuyện này. Ông ấy cũng bảo sau khi tỷ thí kết thúc, ông ta sẽ nói rõ ngọn ngành. Bản lĩnh thám tử của ngươi học từ đâu? Một lời khó nói hết. Giảng huynh, đừng lấp lửng nữa. Rượu thịt có đây, người cứ từ từ kể. Nào nào, tỷ nâng ly thôi, nâng ly. Giảng huynh uống đi, uống hết đi nào. Người nói đi. Mọi ký ức bắt đầu từ gốc cây đó. Tám năm trước, khi ta tỉnh lại, ta phát hiện ra ta không còn nhớ gì. Đau đầu như búa bổ. Ta đã rất sợ hãi. Ta không biết tại sao lại nằm đây. Sẽ có người đến giết ta bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên ta thấy ở tay vẫn còn nắm một miếng ngọc khắc chữ Giảng. Tay cầm miếng ngọc, ta bước đi vô định. Đi mãi đến một thôn trang, nghe người trong thôn nhắc đến Giảng Tận Quang của Thần Cơ Cốc đã bỏ mạng cùng ác ma Dương Hòa. Lúc đó ta đói lã, bèn xông vào một nhà bếp. Lấp đầy bụng mới có sức mà nghĩ đến việc trước mắt. Sau đó thì sao? Ta bỗng nhiên phát hiện ra thi thể của Dương Hòa. Dáng vẻ hắn vô cùng kỳ lạ. Tóc hắn màu đỏ, không giống người Trung Nguyên. Chính hắn đã giết hại cha ta, hại chết vô số các anh hùng trên giang hồ. Sau khi thấy xác hắn, ta không còn cảm giác sợ hãi. Ta ước gì hắn chết ngàn lần. Ta bèn lấy một cái thùng nước đè mạnh lên thân hắn. Lúc đó ta mới nhận ra ta không biết võ công. Sau đó ngươi đã xử lý như thế nào với hắn? Ta đánh một trận vào thi thể của hắn, đánh cho đến khi suy kiệt sức lực, sau đó chích vào rừng sâu cho sói ăn. Thân thế của ngươi đều do người thôn đó kể lại. Ở thư phòng của cha ta, ta phát hiện ra cuốn sổ ghi chép, trong đó có bí quyết điểm huyệt thần công
Khả năng thám tử của ta học được từ chính cuốn sổ ghi chép đó. Giảng đại hiệp văn võ song toàn, may mà những thứ đó chưa thất lạc. Chỉ có học những thứ đó, ta mới có khả năng tìm ra sự thật. Vậy điểm quyệt pháp thì sao? Đó được xem là tuyệt học để cha ngươi tung hoành trên giang hồ. Ta không học được. Tại sao? Ta đã dẫn công theo cách cha ta giết, nhưng mỗi lần vậy đầu ta đều đau như búa bổ. 4 năm nay mỗi lần dẫn công đều như thế. Cho nên sau đó ta nghĩ đầu ta bị trọng thương, không thể tiếp tục luyện công. Không thể tiếp tục luyện công cũng không sao. Nhưng trong 4 năm qua, tủ sách của cha ta, ta phát hiện ra mình mắc một lỗi lầm lớn. Có một bí mật bị che giấu. Cũng chính vì sai lầm này, điều đó buộc ta quyết định đi tìm sự thật bị che giấu năm đó. Cái chết của cha ngươi có gì uẩn khúc? Hoàn toàn trái ngược. Cái chết của ác ma Dương Hòa mới có uẩn khúc. Các vị còn nhớ ta đã từng nói thi thể tóc đỏ kỳ lạ đó rồi phải không? Chính là ác ma Dương Hòa. Hắn không phải là Dương Hòa. Hắn là một cao thủ Tây Vực do cha ta mời đến. Tên là Nặc Tà. Nhưng hắn rất tốt. Sau khi xảy ra sự việc, ta đã kiểm tra lại thư tín của cha ta một lần nữa, đối chiếu lại các thi thể lần nữa. Ta không tìm ra chủ nhân của thanh hắc kiếm đó, chính là thi thể thật sự của Dương Hòa. Ý của ngươi là Dương Hòa chưa chết? Ta không khẳng định, nhưng điều đó là điều ta đang hoài nghi. Bởi lẽ ta thấy sự việc năm đó không đơn giản như lời đồn thổi. Cho nên ta tìm đến Lý Nhị Gia để hỏi một số chi tiết năm xưa. Có đầy đủ chứng cứ mới có thể kết luận. Thật ra quên đi cũng tốt. Như vậy giúp ngươi có cơ hội sống cuộc đời mới. Đúng thế. Sau khi tìm ra chân tướng sự việc, ta sẽ tính chuyện sau này. Tâm sự bao nhiêu đó được rồi. Giảng huynh, ngươi là một thám tử, ta tin ngươi sẽ nhanh chóng đưa sự thật ra ánh sáng. Uống nào. Nào tỷ tỷ, ta kính tỷ tỷ một ly. Mới uống 2 ly mà sao vậy? Sắp mưa rồi, về phòng thôi. Được. Đi. Mất hứng quá. Gà của ta ăn ngon nhỉ? Liên quan gì ngươi? Chỉ biết ăn. Cút đi.
Không xong rồi, không xong rồi. Đại sư huynh chết rồi. Không xong rồi, không xong rồi. Đại sư huynh chết 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 rồi. Người đâu? Đến ngay, đại sư huynh chết rồi. Ở phía bên kia. Bỏ rượu xuống. Ngươi bảo hắn đến đó làm gì? Không cần ngươi quản. Ném đi là được. Ném đi. Được chứ? Sáng sớm đã ở đây. Mới sáng sớm đã đùa cợt vậy? Không có, sáng sớm hắn đã ở đây. Ta ở đây làm hàng rào, mới cắm cây thứ hai thì nhìn thấy đại sư huynh nằm chỗ kia, toàn thân bê bết máu, trên thắt lưng còn cắm thanh đao to. Xác đâu? Lẽ nào có người mang đi rồi? Mà mang đi đâu chứ? Ta biết sau khi qua diễn tự sát, biết chúng ta thể nào cũng đến xem, không còn mặt mũi nhìn chúng ta, bỏ trốn rồi. Xác chết có chân chạy, xác chết không thể tự đi. Chiếc xe ngựa mới đến, có thể giống nhau ư? Đó là cướp xác. Có gì khác đâu, đều là xác chết cả. Hoa Diễn không thể tự sát, càng không thể đánh cắp xác chết. Nếu xem như bị hung thủ giết chết thì hắn cũng nên xuất hiện. Không được, đi theo ta. Sao thế? Đại sư huynh, thanh đao ngắm thẳng vào ngực đại sư huynh, quỳ trước tượng của đại sư bá. Im đi. Hắn ta võ công lợi hại thế, sao có thể? Hoa Nhi, Hoa Nhi, Hoa Nhi, Hoa Nhi, Lan Hoa Chỉ.
Tiền bối, người chết không thể sống lại, xin hãy nén đau buồn. Điều duy nhất bây giờ là tìm ra hung thủ, cũng xem như là cách an ủi tốt nhất cho người đã khuất. Lão mụ ta nói đến chuyện bắt hung thủ, thật lực bất tòng tâm. Ta vốn tin vào cha ngươi, giờ chỉ còn tin vào ngươi. Ngươi nhất định phải tìm ra hung thủ. Hoa Diễn từng nói với ta, tiền bối xem huynh ấy như con. Nếu tiền bối không căn dặn, ta cũng sẽ tìm ra chân tướng sự thật. Ta muốn biết Hoa Diễn có thù oán với ai không. Hoa Diễn từ nhỏ lớn lên ở sơn trang này, tuy võ công cao cường nhưng rất khiêm tốn, không thể có kẻ thù. Xin lỗi, ta chen ngang một chút. Các người phá án đi, ta xin cáo từ. Lão nhị kia, gia can người hôm nay gặp biến cố vậy, ta không can dự nữa. Sơn trang thuộc về ai, sau này hãy tính. Đại can, ta đi thôi. Hai vị xin chờ đã. Xin lỗi, trước khi vụ án chưa được phá, không ai được phép rời khỏi sơn trang. Dựa vào cái gì? Hung thủ là một trong số chúng ta. Điều tra có thể trong vài ngày, nhưng cũng có thể kéo dài hàng năm. Cả đời ngươi không điều tra ra, ta đây phải chết già ở sơn trang này à? Ta mặc kệ, không phải ngươi muốn là được. Hôm nay ta nhất định phải đi, ai dám cản ta. Cáo từ. Huynh đệ, ta đã nói rồi, không ai được phép rời khỏi đây. Ngươi không hiểu à? Dựa vào hai tên ngươi Triệu Ngã Hoàng, hai vị xin hãy nể mặt lão phu. Thẩm tiền bối, hôm qua ta tự hứa sẽ phá án trong vòng 2 ngày. Bây giờ ta chỉ còn 1 ngày. Trước khi trời tối, nếu ta không thực hiện được lời hứa, các ngươi hãy xử lý ta. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Thám tử nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi đã muốn làm tròn trách nhiệm như vậy, thì ta đây sẽ nghe theo ngươi. Giảng huynh, không sao chứ? Bỏ vũ khí xuống giết ta. Hắn cũng không thể sống. Ngươi đã cho hắn ta uống gì? Một viên trước tâm cổ. Tạm thời nó sẽ không lấy mạng ngươi, nhưng nhiệt độ cơ thể ngươi sẽ bị giảm dần. Sau 6 canh giờ nó sẽ ăn tim gan ngươi. Đến lúc đó tim gan ngươi sẽ đau đớn. Tất nhiên ta có thuốc giải với loại độc tố này. Tìm ra chân tướng sự việc trước khi trời tối, lời ngươi tự nói. Nếu ngươi không làm được thì đừng đến tìm ta. Ngoan ngoãn làm dưỡng liệu cho độc trùng của ta. Đưa thuốc giải ra. Triển cô nương, đừng lo, trước khi trời tối ta sẽ cho tâm phục khẩu phục. Tên hung thủ này quả là cao thủ. Hung thủ là cao thủ, ngươi cười gì? Ngươi sắp mất mạng đến nơi. Đừng lo, cũng có kẻ giàu ở hoàn cảnh như ta. Ai? Hung thủ. Ta phá được án thì hắn chết, ta không phá được án thì ta mất mạng. Ván bài này rất công bằng. Các ngươi chẳng phải vừa tỉ thí sao?
cũng nên để ta làm quen. Vụ án này rất phức tạp, có hai điểm đáng nghi ngờ. Thứ nhất chính là mồ hôi trên người Hoa Diễn. Mồ hôi? Áo quần Hoa Diễn sao lại ướt? Có lẽ vì hắn ra mồ hôi. Ta nghĩ không phải thế. Ta nhớ lúc đó ta xem quần áo huynh ấy, da huynh ấy không hề ướt. Thế thì ta không rõ. Con người tiết mồ hôi là từ bên trong ra. Da phải ướt rồi mới đến áo quần, sau đó mới đến lớp áo khoác ngoài. Nhưng Hoa Diễn thì ngoài ướt trong khô. Đây chính là điểm đáng nghi. Còn thêm điểm nữa, cầu độc mộc. Nếu lời khai của Dương Tiểu Trước là thật, Hoa Diễn chết ở Hoa Viên. Nhưng khi chúng ta tới nơi, thi thể đã không còn, lại xuất hiện ở từ đường. Điều đó chứng tỏ hung thủ đã chờ Dương Tiểu Trước rời đi mới di chuyển xác. Nhưng ở đây lại có tình tiết mâu thuẫn. Từ Hoa Viên đến từ đường phải đi qua cầu Độc Mộc. Cầu Độc Mộc thì không thể đi một lúc hai người. Tên hung thủ này không thể vác xác đi qua được. Như vậy cầu sẽ gãy, lẽ nào ném qua? Cái xác không hề có vết trầy xước. Vậy thì hắn đã qua bằng cách nào? Rối rắm vô cùng. Chỗ nào rối rắm thì đó chính là manh mối quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Giảng công tử, không xong rồi. Cái xác sống đó, Thẩm Lân bỏ chạy rồi. Chạy rồi. Con người Thẩm Lân võ nghệ không kém, đa mưu quỷ kế. Đường xuống núi không chỉ có một, có thể hắn sẽ đi theo đường hầm để ra khỏi núi. Tiểu Chức và Trương Đại Cang nhanh cưỡi ngựa đuổi theo. Những người còn lại lục soát mật lâm. Nhớ kỹ, hãy phát hiện ra bọn chúng, hãy đốt lửa lên. Những người khác sẽ đến yểm trợ. Mặt trời sắp lặn rồi. Không sao, cứ tìm tiếp. Hắn chưa đi được xa. Cẩn thận. Xuất thân của ta, ở bên cạnh huynh có gây rắc rối gì cho huynh không? Là một thám tử, rắc rối này chẳng là gì. Vậy huynh phải cố gắng tìm được hắn. Ta sẽ ép hắn đưa thuốc giải ra. Chúng ta nhanh đi tìm thôi. Không biết hắn có thể đi đâu. Triển cô nương, Triển cô nương, Giảng công tử. Hình nhân là do người sống đóng giả. Thẩm Lân là tên lừa đảo. Sao hắn phải chạy trốn? Triệu huynh đệ, ngươi cứ đi theo ta suốt. Ngươi không lo lắng cho Giảng huynh đệ, không sợ hắn ở bên cạnh sát thủ sẽ gặp nguy hiểm sao? Bên cạnh huynh ấy đâu có chỗ dành cho ta. Hơn nữa, ngươi đàn bà con gái một mình ở đây, ta không yên tâm. Cũng biết thương Hoa Tiết Ngọc đấy chứ.
Xem thường ta quá đấy, khả năng sinh tồn của nữ hiệp giang hồ. Ngươi và ta, ai bảo vệ ai còn chưa biết chừng. Tất nhiên là ta bảo vệ cô. Nếu gặp Thẩm Lân và Cương Thi, ta sẽ băm chúng làm hai nhát. Tỷ cười gì thế? Ta làm sao? Người trông rất giống người mà ta thích hồi còn trẻ. Giảng công tử có được huynh đệ như ngươi là phúc khí của hắn. Không không, có được người anh em như giảng huynh đệ đây mới là phúc phận của ta. Ngươi nói thế, ta lại có cảm giác bất an. Ngồi nhỡ Triển cô nương kia đánh không nổi bọn kia thì sao? Nói cũng phải, vậy ngươi cũng không nhanh đi. Đừng lo cho ta, tỷ tỷ ta vẫn khỏe lắm. Tỷ tỷ cẩn thận nhé. Tiền bối, ta tên Quá Tử, chân cẳng không được khỏe. Trương Đại Cang bọn họ đâu rồi? Đi nhanh quá, ta theo không kịp. Không sao, hai chúng ta chân cẳng đều chậm chạp, có thể bầu bạn được. Được. Không còn sớm nữa. Ngươi không cần nhắc ta, ta biết. Trước khi trời tối, nếu không tìm được hắn, ta sẽ chết. Ngươi không run sợ sao? Vẫn còn hai canh giờ. Thám tử bẩm sinh có thể làm bạn với sinh tử, cũng như sợi rối rắm này, việc sinh tử đều là chuyện nhỏ. Giảng công tử, nhanh qua đó. Qua đó xem thế nào. Có chuyện gì? Ta... Thẩm Lân, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn trở về để giảm bớt nỗi đau và thể xác. Cản Thi Tượng, Cản Thi, chính là vậy. Khi ta tìm được bọn họ đã chết ở đây. Lúc đó ta đã rất hoảng sợ. Sau đó ta đến, khói lửa là do ta đốt. Lại chết thảm thêm một mạng nữa. Cứ tưởng hắn là hung thủ, không ngờ lại có kẻ khác. Xem ra chân tướng còn phức tạp hơn cả tưởng tượng. Độc trùng của tiểu huynh đệ, cái này không có gì. Thẩm Lân, nếu không thể mang thi thể qua cầu, thế sao hắn bỏ chạy? Lúc hắn hạ độc ta, hắn chỉ muốn ta nhanh chóng phá án. Đừng tìm nữa, vô ích thôi. Loại độc mà ta trúng, chỉ có người hạ độc giải được, còn không chẳng ai giải nổi. Dương Tiểu Chức,
Phiền ngươi tìm giúp ta một ít nước lạnh. Ta muốn làm mát cơ thể, như vậy độc dược có thể sẽ không phát tán. Được, ta đi lấy. Các người không thấy có chuyện gì không ổn sao? Giảng huynh, rắc rối ta đã gỡ giúp ngươi. Việc đã như vậy đừng che đậy nữa. Đứng lên. Xoay qua. Còn lừa ta nữa phải không? Bỏ xuống. Ngươi cơ bản chẳng phải là cương thi gì cả. Ngươi là một con người bằng xương bằng thịt. Hắn ta với Thẩm Lân biết ở đây có tỷ thí nên đã giả mạo quỷ thần để lẻn vào. Một thì ngoài sáng, một trong tối, chính là để tìm cách giết chết các đối thủ của cuộc tỷ thí. Đầu tiên chúng tìm A Kiệt để bàn chuyện tỷ thí nhưng không thành, bèn giết A Kiệt. A Kiệt trước khi chết đã để lại chữ thi: sát sống. Chính là hai ngươi. Sau khi A Kiệt chết, đối thủ của chúng chỉ còn lại Hoa Diễn. Chúng lại hẹn gặp Hoa Diễn đến sau Hoa Diễn bí mật thỏa thuận. Không thể, Hoa Diễn không chấp nhận. Các ngươi khử luôn Hoa Diễn. Sau khi sự việc bị phát hiện, bèn muốn tẩu thoát. Do phân chia không công bằng, ngươi giết tiếp Thẩm Lân. Vì thế hắn là hung thủ thật sự. Giảng thiếu hiệp, nước có rồi đây. Lớp áo ngoài bị ướt, có thể cởi dứt đi. Sự thật sắp được phơi bày. Nhưng không phải do ta giết. Bọn ta chỉ là kẻ bị hại. Thẩm Lân là đại ca ta. Ngươi không thể đổ oan cho huynh ấy. Lúc ngươi đánh thức ta, ta mới biết đại ca ta đã chết. Ngươi chối tội giỏi lắm. Ta tên gọi Thẩm Lộc, Thẩm Lân là anh trai ta. Bọn ta làm nghề bảo kê. Đại ca ta tuy nói năng vô duyên nhưng thật sự làm người không tồi. Cho nên bọn ta chỉ có thể làm con rối. Đại ca ta đóng giả cái xác sống, còn ta làm hình nhân. Ta và đại ca không hề giết người. Huynh ấy bị kẻ khác giết. Ai giết? Ta không biết. Ta bị đánh thuốc mê. Ai đánh thuốc mê? Nếu ta biết ta đã nói với ngươi. Ngươi đương nhiên không biết, vì chính ngươi là hung thủ. Sao ta có thể giết anh trai mình? Đến cái việc giả hình nhân ngươi còn làm được, thì việc gì cũng có thể làm. Còn việc gì không làm được cơ chứ? Bọn ta không giết Hoa Diễn, cũng không thể nào đưa thi thể qua cầu. Đại ca ngươi chẳng phải là kẻ chuyên vận chuyển xác ư? Chẳng phải quá phù hợp đấy sao? Đại ca ta không thể. Nếu huynh ấy biết, ta đã không đóng giả hình nhân, còn giả làm xác chết, làm ta giật cả mình. Ta chém chết ngươi. Đừng xen vào. Đưa thuốc giải độc ra cho ta. Anh em bọn ta không luyện cùng một pháp thuật. Huynh ấy luyện thuật du cổ, ta luyện thiết bố sam. Ta không biết giải độc này. Thiết bố sam đúng không? Thiết bố sam, đại hiệp xin hãy tha mạng. Ta sẽ truyền cho ngươi thuật thiết bố sam này. Ngoài đại ca ta ra và sư phụ của đại ca ta, Hắc Vũ nương nương có cách giải độc này. Ở đâu? Xa không? Nằm ở ngọn Hắc Vũ xa ngàn dặm. Cho dù có lấy nước tận đáy giếng để làm lạnh cơ thể hắn, e rằng cũng khó qua khỏi đêm nay. Đêm nay nếu người anh em của ta mất mạng, ta sẽ cho ngươi chết cùng. Triệu huynh, hắn vô tội. Hãy cho ta chút thời gian. Chỉ còn chút xíu nữa thôi.
Nếu hung thủ là bọn hắn, hắn chắc chắn sẽ biết. Đúng thế. Cái gì gọi là Lan Hoa Chỉ? Hắn rõ ràng là đang giải quyết. Giảng huynh, Giảng công tử. Bỏ vũ khí xuống. Hắn ta trúng phải hàn thủy chưởng của ta. Hàn độc của hàn thủy chưởng sẽ xâm nhập vào xương cốt. Sau hôm nay, lục phủ ngũ tạng của hắn đều sẽ trở nên lạnh ngắt. Thời tiết càng lạnh thì sẽ càng phát tán. Hắn ta sẽ rất đau đớn. Chỉ có thể dùng loại cổ trùng này chế ngự. Độc trùng mới không bị phát tán. Ngươi nên cảm ơn ta. Lạnh quá. Thiếu hiệp, ta lấy cho ngươi cái áo bông. Chờ đã. Nhân lúc ta còn sống, các vị đều ở đây. Vụ án này đã đến lúc phải có hồi kết. Tất cả mọi rắc rối ta đều đã giải. Ta đã tìm ra hung thủ. Chúng ta hãy nhớ lại toàn bộ vụ án. Chúng ta đến Sơn Trang tham gia tỉ thí. Ban đầu thì mọi việc rất yên ả. Đến sáng hôm sau, phát hiện thấy thi thể của A Kiệt xuất hiện ở đây và để lại dòng chữ Quan Môn Vô Thường. Đây mới là hiện trường vụ án. Góc bàn vẫn còn chữ thi chưa viết xong. Có thể do A Kiệt để lại, cũng có thể là hung thủ. Sau đó ta đã hỏi các vị, tối qua các vị đã đi đâu làm gì? Hôm qua ta và sư phụ sắp xếp dược liệu ở dược phòng. Còn ta đương nhiên ngủ trong phòng. Đêm hôm khuya khoắt, một mình ta cô độc, còn có thể làm gì cơ chứ? Giảng huynh, đêm qua ta ngủ sớm. Đúng thế. Tất cả các vị đều ở phòng mình, không ai đến đây. Các chứng cứ ngoại phạm này không giúp chúng ta thoát khỏi bị tình nghi. Sau đó, do A Kiệt đột ngột tử vong, chúng ta không thể tiến hành tỉ thí. Dương Tiểu Trước, ngươi nói ngươi đã thấy thi thể của Qua Diễn ở Qua Diên. Nhưng khi chúng ta đến nơi, xác của Qua Diễn đã không còn ở đó. Xác của huynh ấy lại xuất hiện ở đây. Nếu Dương Tiểu Trước không nói dối, thì chắc chắn rằng hung thủ rất xảo quyệt. Hắn muốn tạo ra một câu chuyện kỳ bí để làm phân tán tâm trí chúng ta, để chúng ta nghĩ rằng kẻ giết người là một thế lực thần bí. Quan Môn Vô Thường khiến chúng ta hoảng sợ, khiến chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, và sau đó bỏ cuộc không điều tra nữa. Tuy nhiên ta tin rằng trên đời này không có ma quỷ. Nếu tìm được hung thủ, bức màn bí mật sẽ được dán lên, thật là hoang đường. Cũng chính vì thế, chúng ta cần làm rõ thi thể của Qua Diễn. Làm thế nào có thể từ Qua Diễn qua cầu Độc Mộc đã đến từ đường? Ban đầu ta cũng nghĩ mãi không ra. Sau đó Điểu Trước toàn thân mồ hôi nhễ nhại đã gợi mở cho ta. Dương Tiểu Trước, có lẽ ngươi cũng không dám tin. Lúc đó trước mắt ngươi không phải là Qua Diễn. Giảng thiếu hiệp, sao huynh lại không tin ta? Đại sư huynh chính là đại sư huynh. Được, thế ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy thi thể của Qua Diễn, hắn mũi cao hay thấp?
Mắt một mí hay hai mí? Lông mi dài hay ngắn? Ta không nhớ rõ. Chỉ biết đó là đại sư huynh, rất dễ nhận biết huynh ấy. Vấn đề là chỗ này. Vì ngươi cho rằng dễ nhận ra nên mới dễ dàng bất cẩn. Nếu phán đoán của ta không sai, Hoa Diễn không hề ở đó. Vậy thì xác chết mà ta thấy là chính là xác hung thủ. Vậy Hoa Diễn thật đâu? Hoa Diễn thật ở trong từ đường. Hắn chưa hề ra khỏi đây, bởi vì hắn đã bị điểm huyệt không thể cử động. Sao ngươi biết? Khi ta khám nghiệm tử thi, ta đột nhiên phát hiện ra hắn luôn dùng lan hoa chỉ. Lúc đó ta còn nghĩ tại sao, còn cho rằng hắn muốn ám chỉ gì cho ta. Sau đó ta mới hiểu, hắn đang tự giải quyết cho mình. Hắn tự rơi vào cái bẫy của chính mình. Quá trình hành án của hung thủ thật ra là như vậy. Đêm khuya hắn lẻn vào phòng của Hoa Diễn, điểm huyệt để Hoa Diễn không thể cử động. Sau đó mặc y phục của Hoa Diễn, cả đêm giác xác Hoa Diễn đến từ đường. Lấy đao của Hoa Diễn, nhưng hắn không giết Hoa Diễn ngay. Hắn chờ mặt trời lên, đợi Dương Tiểu Chức xuất hiện ở Hoa Diễn. Vì hung thủ hiểu rõ sáng nào Tiểu Chức cũng có mặt ở Hoa Diễn, cho nên hắn phải đến đó sớm hơn. Dương Tiểu Chức là kẻ thích hợp nhất cho sự lựa chọn này. Hắn phải lợi dụng Dương Tiểu Chức tận mắt chứng kiến màn kịch. Nếu chúng ta tin ấy là sự thật thì đã mắc bẫy của hung thủ. Hoa Diễn cách Sơn Trang có vài trăm mét. Dương Tiểu Chức không biết võ công, cho dù hắn có chạy thục mạng cũng chạy không nhanh hơn được đâu. Hung thủ chờ Dương Tiểu Chức bỏ chạy, lập tức quay lưng trở về Sơn Trang. Vài trăm mét đối với hắn mà nói không cần phải tốn nhiều thời gian. Hắn chỉ cần tăng tốc một chút là nhanh hơn Dương Tiểu Chức và đến Sơn Trang một cách nhanh chóng. Dương Tiểu Chức thì vẫn đang chạy. Hung thủ về đến từ đường, cởi áo khoác ngoài của Hoa Diễn ra. Do hung thủ phải di chuyển nhiều, mồ hôi của y ướt đẫm áo Hoa Diễn. Điều này trả lời cho câu hỏi tại sao áo ngoài của Hoa Diễn bị ướt mà da và nội y thì khô. Cũng vì điều này mà ta hoài nghi mồ hôi có thể là của người khác. Làm xong những việc đó, hung thủ một đao hạ thủ Hoa Diễn, rồi âm thầm quay về phòng của mình. Lúc này Dương Tiểu Chức mới về đến Sơn Trang. Khi Dương Tiểu Chức thở hổn hển mở từng cánh cửa, báo tin dữ cho chúng ta, hung thủ đã sớm chuẩn bị mọi thứ, giả vờ nằm chờ bị gọi dậy. Hung thủ đã tạo một vụ mưu sát hoàn hảo, sau đó giết tiếp Thẩm Lân đang trên đường trốn chạy. Vậy hung thủ là hắn ở trong số chúng ta. Giết Hoa Diễn, giết A Kiệt và hạ thủ cả Thẩm Lân, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ, quan môn vô thường thật sự. Chính là ngươi, Ô Linh Nhi. Ta nói đúng không? Giảng huynh đệ, đầu óc của ngươi phải chăng bị cổ trùng làm cho u mê? Ngươi nói có lý đấy, nhưng ngươi bảo ta là hung thủ là thế nào? Giảng huynh không thể sai được.
Giảng huynh đệ, ta còn nhớ ban đầu khi chúng ta còn công kích Triển cô nương, ngươi nói ghét nhất kẻ đổ oan cho người khác. Sao bây giờ lại đổ oan cho ta? Ngươi có chứng cứ gì? Đúng thế. Nếu ta nhớ không sai, hôm nay ngươi cứ đưa tay sờ vai, hãy để bọn ta xem rốt cuộc là bị làm sao. Muốn giở trò sàm sỡ bản cô nương à? Lại còn dòng do. Cánh tay ta do tối qua bọn ta uống rượu rồi cảm gió nên nổi dị ứng thôi. Cái này thì liên quan gì đến vụ án? Những vết như vậy trên cơ thể đại sư huynh cũng có. Tay ngươi bị làm sao vậy? Có lẽ ngay cả ngươi cũng không biết những mẩn đỏ này là do đâu. Ta nói cho ngươi biết, ở đây có huynh đệ chuyên ma thuật, triệu chứng này chắc ngươi rõ nhất. À, do trúng độc hồ điệp của đại ca ta. Độc hồ điệp, độc tính của độc hồ điệp không mạnh. Nếu không dây vào mắt và da thì sẽ nổi mẩn và ngứa, sau 3 ngày sẽ tự biến mất. Hôm qua công kích Triển thất thập, qua diễn bị Thẩm Lân đã thương, tay áo đã dính độc phấn. Do người bất cẩn không phát hiện độc ở tay áo, người mặc áo của hắn nên đã bị trúng độc cùng loại độc ngay tại đó. Điều này đủ kết luận người chính là hung thủ. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Ta trăm phương ngàn kế mà vẫn bị sơ suất. Một chút biểu hiện trúng độc cỏn con cũng không qua khỏi mắt ngươi. Không sai, là ta. Ta đã giết bọn chúng. Ta chính là hung thủ. Đừng đụng đến huynh đệ của ta. Triển cô nương, hãy nghĩ kỹ. Ô của cô trước khi bay đến đây, người hắn đã nhuốm máu. Hãy để cô ta nói hết. Ô Linh Nhi, ngươi thật ra là ai? Ta chẳng là ai cả. Ta chỉ làm việc ta nên làm. Báo thù. Báo thù? Thù gì? Chờ đã. Vũ khí của ngươi là của Hàn Nguyệt Sơn Trang ta. Không sai, đây là đao của trang chủ Lý Trì. Ông ấy tặng ta đao của đại trang chủ. Ngươi quen biết đại ca ta? Không chỉ là quen biết, ông ấy còn là phu quân sắp cưới của ta, và đã có thể là tân lang của ta. Nhưng bọn hắn đã giết ông ấy. Nếu không thì bây giờ chúng ta đã hạnh phúc biết bao. Ý của ngươi là kẻ giết Lý đại gia chính là Hoa Diễn, Thẩm Lân, A Kiệt, ba người bọn họ? Không sai, chính là lũ đó. Giản công tử, ngươi là thám tử, ta sẽ đưa ra cho ngươi thêm một manh mối. Năm xưa giết Lý Trì còn có một người nữa. Hắn ta chưa chết và hiện đang ở đây. Ý ngươi là còn kẻ thứ tư? Ta vẫn còn nhớ mùa xuân năm đó, chính là lúc qua một miên nở khắp giang nam. Chàng ấy vì cứu ta mà trúng độc, mà hoa đỏ chói rực cả một khoảng trời, càng làm nổi bật sắc mặt nhợt nhạt của chàng ấy. Chàng ấy bảo phải về Sơn Trang để giải độc, giải độc xong sẽ lấy ta làm vợ. Lúc chia tay, chàng ấy đã tặng ta thanh đao mà chàng ấy quý nhất. Ta tặng cho chàng ấy miếng ngọc bội. Sau đó ta chờ đợi, chờ mãi, đợi mãi, cho đến khi hết mùa hoa mộc miên,
Ta những tưởng qua một miên phai màu là lúc chàng ấy sẽ quay trở lại, nhưng không ai nói với ta khi qua một miên lìa cành, nó vẫn giữ được màu sắc vốn có. Ta sợ chàng ấy không tìm được ta. Ngày ngày ta đứng bên gốc một miên đó lại chờ đợi. Cuối cùng ta nhận được tin chàng, chàng ấy đã chết. Khi ta bỏ ra một lượng vàng lớn để mua hết lục diện, ta mới biết Lý Trị vốn không phải mất mạng vì trúng độc. Chàng ấy ở Sơn Trang đã bị mấy tên cao thủ lén lút sát hại. Ý của tỷ là kẻ giết chết Lý đại gia chính là Hoa Diễn, Thẩm Lân và A Kiệt. Không sai, chính là bọn chúng. Chính bọn chúng đã giết tân lang của ta. Mối thù này nhất định phải được trả bằng máu. Ta muốn dùng thanh đao của chàng ấy tặng ta, dùng võ công của chàng ấy để báo thù. Lý gia song đao cô đã luyện rất lâu rồi phải không? Ta đã chờ đợi đằng đẵng suốt 8 năm. Cuối cùng ta cũng đặt chân đến Hàn Nguyệt Sơn Trang. Chua xót thay, nơi mà trong mơ ta vẫn mong được đến lại trở thành nơi chỉ có chết chóc và giết hại. Thư mời của A Kiệt và Thẩm Lân là do ta gửi. Tin của Quan Môn Vô Thường cũng là do ta tung ra. Mục tiêu đầu tiên của ta là A Kiệt, làm gì hắn quá thông minh. Ta không thể để cho hắn cơ hội nào. Hắn đến chết cũng không biết Lý Trì đã truyền cho ta bí kíp phản thủ đao. Giết người phải đền mạng. Hắn còn tưởng bị quan hồn của Lý Trì giết chết. Giết Hoa Diễn thì nhẹ nhàng hơn, vì hắn không hề đề phòng. Giết người ắt phải đền mạng. Để làm nhiễu loạn thông tin, ta đã tạo ra hiện trường giả di chuyển xác chết, đúng y như lời của Giản công tử. Ta đã mặc y phục của Hoa Diễn, đóng giả thành xác chết của hắn để lừa Dương Tiểu trước. Sau đó chạy về Sơn Trang trước hắn. Không xong rồi. Không xong rồi. Đại sư huynh chết rồi. Không xong rồi. Có án mạng. Có án mạng.
Thẩm Lân rất nhạy bén. Hắn dự đoán được việc Ngưu Sát Lý Trì năm xưa sắp bại lộ, nên vội vàng trốn chạy khỏi Sơn Trang. Hắn nghĩ hắn có thể chạy thoát ư? Đó chính là cơ hội tốt nhất để ta giết chết hắn. Giết người ắt phải đền mạng. Ba kẻ này đều là những kẻ đáng chết. Ta vốn tưởng việc ta làm trời không biết, đất không biết, không ngờ nửa đường thì gặp phải ngươi. Chỉ một chút mồ hôi và trúng độc đã có thể tìm ra sự thật. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngươi xuất hiện sớm trên giang hồ thì tốt biết bao. Vì vậy ta sẽ sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của Lý Trì, chứ không đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy. Chỉ có thể trách vụ thảm án 8 năm trước xảy ra quá sớm. Thù tỷ đã báo, không nên lạm sát người vô tội nữa. Bỏ đao xuống đi. Người bỏ đao xuống trước đi. Xem ra Triển cô nương đã biết rung động. Hãy thả huynh ấy ra. Thả ra đi. Ta Ô Linh Nhi sẽ không giết người vô tội. Giảng công tử, nếu ngươi là trinh thám, ta lại cho ngươi thêm một manh mối. Năm đó giết Lý Trì còn có một kẻ nữa. Hắn không ở đây. Ngươi nói còn kẻ thứ tư. Với võ công thâm hậu của Lý Trì, ông ta không dễ gì trúng độc. Cho dù ba cao thủ hạng hai như bọn chúng có mạnh cỡ nào, cũng không thể giết chết được chàng. Ta khổ luyện đao pháp nhiều năm như vậy, vết thương nào do chàng ấy tạo nên, ta chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Lý Trị song đao danh bất hư truyền hàng trăm năm. Chính thủ đao kết hợp phản thủ đao mới là đao pháp hoàn chỉnh của Lý Thị, mới là tuyệt kỹ của Hàn Nguyệt Sơn Trang nổi tiếng khắp Yến Sơn. Người muốn chối bỏ Hàn Nguyệt Sơn Trang thì sẽ bị chính Sơn Trang chối bỏ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Lúc đại ca ta chết, bên cạnh vẫn còn mang cái này, là của ngươi phải không? Nếu không phải ông ấy từ bỏ Sơn Trang, thì hôm nay đã phải khác rồi. Tiền bối, tiểu huynh đệ, nếu bỏ đao xuống, ngươi cũng sẽ nếm mùi đau khổ như ta. Người trong giang hồ có nhiều thứ không thể quyết định được. Cái này ta đã sớm chấp nhận. Tiểu chức, hãy hợp tán cho cô ấy với sư bá của ngươi. Dân vị xin cáo từ. Cáo từ, cáo từ.
Nào, chúng ta ra sao nói chuyện? Dân. Giảng công tử. À đúng rồi, Triển cô nương, hãy ở đây chờ ta. Ta cần nói với Lý Nhị Gia vài câu rồi sẽ quay lại. Giảng công tử, đây có thể là lần cuối ta và huynh gặp nhau. Cô nương, cô nói gì vậy? Lẽ nào cô cứ như vậy mà đi? Chờ ta. Xin lỗi giảng công tử, ta không thể chờ huynh. Ta là kẻ không có tương lai, sớm muộn gì cũng bị giết chết. Sau khi rời khỏi nơi này, huynh sẽ còn gặp những cô nương khác. Có thể lúc đó ta đã chết, huynh sẽ quên ta phải không? Triển cô nương, lúc nãy ngang qua hoa viên mới thấy rằng hoa ở sơn trang thật đẹp. Ta muốn tặng cho cô nương. Một thám tử tặng hoa cho một sát thủ. Có cô nương nào không thích hoa cơ chứ? Ta sẽ quay lại ngay. Giảng công tử, ta e rằng ta không chờ được nữa. Tại sao? Ta còn có việc khác. Cô phải đi giết ai sao? Giang hồ rộng lớn như vậy, làm sao ta có thể gặp lại cô? Muốn gặp, ắt sẽ có cách. Giảng công tử, nhị gia đang chờ người. Huynh đi đi, hẹn gặp ngày sau. Giảng công tử, xin bảo trọng. Triển cô nương, đao pháp của Lý gia thật sự là bảo vật truyền đời. Ở đây có ta và đại ca ta, cả đời dành cho việc hoàn thiện chính phản đao pháp. Có thể nói đó là bí kíp đao pháp tuyệt đỉnh thiên hạ. Ta bây giờ là tội nhân, mai ta sẽ đến quan phủ đầu thú. Đao phổ và sơn trang này giao lại cho ngươi. Cái này tại hạ không thể nhận. Ta không con cái, Hoa Diễn cũng đã chết, xem như là ông trời đã trừng phạt ta. Ta đã dặn dò kẻ ăn người ở trong sơn trang, hãy hoàn thành tâm nguyện của ta. Thôi được, tại hạ đành nhận vậy. Nhưng tại hạ không thể ở đây, tại hạ còn phải đi điều tra vụ thảm án năm xưa ở Thần Cơ Cốc. Hơn nữa tiền bối đã hứa với tại hạ sẽ nói cho tại hạ nghe về Dương Quả. Sự việc đã xảy ra cách đây 8 năm. Sao ngươi cứ cố chấp như vậy?
Hơn nữa, người đang trúng cá hàng độc và cổ độc. Cơ thể rất suy nhược. Bây giờ là lúc nên tìm cách giải độc. Tiền bối, tại hạ không cố chấp. Do vụ án vẫn còn uổng khúc, quyết chiến năm xưa ở Thần Cơ Cốc vẫn còn là ẩn số chưa giải đáp được. Một ngày chưa tìm ra câu trả lời là một trinh thám tại hạ không thể không điều tra. Hơn nữa tại hạ phát hiện ra giang hồ ngày càng cần những người như cha tại hạ. Tại hạ cũng hiểu hơn tình thân, tình yêu và thù hận trong cuốn sổ ghi chép của ông ấy. Ngươi quả là rất giống cha ngươi, trưởng thành rồi đấy. Đến đây, để ta xem trưởng thành như thế nào rồi. Sao vậy tiền bối? Mặt ngươi sao lạnh vậy? Tay tiền bối cũng rất lạnh. Con à, thật ra trong bốn người chúng ta, tiền bối, tiền bối, tiền bối, Lý Nhị Gia, Giảng Huynh có chuyện gì vậy? Cao thủ có thể ra tay sát hại Lý Nhị Gia trên giang hồ không có nhiều. Xem ra có kẻ không muốn ta tìm ra chân tướng. Vậy thì làm thế nào? Lý Nhị Gia đã chết, còn có xảo thủ đường của Sới Bạc Thường Lạc, Dương Lão Đại của Tiêu Cục Tam Thông, Lãng Tử Bạch Thảo Chiết, là những kẻ may mắn sống sót sau khi trải qua trận chiến ở Thần Cơ Cốc. Chúng ta đi hỏi từng người.